Cuối tuần lại diễn ra sự kiện hòn đảo bị mất nha mọi người. Nhưng trước khi đi đảo Dương ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho mọi người một góc lag nha. Mọi người thấy không? Góc này khi mọi người chạy vào thì nhân vật sẽ chạy liên tục ấy. Góc này thì mình vừa phát hiện ra nha. Mấy đứa em trong bóc của mình dẫn mình ra ở chỗ này, bây giờ mình mới biết. Mọi người để ý nhân vật của mình kìa. Thì nó sẽ chạy liên tục mọi người, không dừng luôn. Chỉ có góc này được có thôi nha. Bây giờ mọi người, ngày hôm nay thì mình được đứa em mình dẫn ra đây chơi thử cái này. Đây mọi người thấy không? Hai nhân vật thì nó chạy liên tục luôn, không dừng lại luôn nha. Ở quay lại đào dương mọi người ơi. Đây là cái dương đầu tiên của ngày hôm nay nha mọi người. Đấy, khá là hên luôn đấy, vì tuần này đang là x2 mọi người. Cho nên là cái tỷ lệ dương ra sẽ nhiều hơn nha. Có phải map này có bạn nào đào dương nhỉ? Cho nên là mình tranh thủ tuần này đào được bộ đồ cá tím mọi người ạ. Ba dương này. Nhưng mọi người đã biết là bọn này sẽ có bộ đồ cá tím nha. Ui, kính râm cá tím đấy mọi người. Hòm đầu tiên. Đây là hòm thứ hai trong ngày hôm nay nha mọi người. Mấy bạn kia chửi mình quá trời luôn. Bạn kia bạn ấy đào chậm hơn mình một xíu nên là bạn ấy không được cái dương nha. Mình đào nhanh hơn nên mình được. Mình thì mình đào hết cho mọi người được 22 cái dương rồi. À 22 khoáng sản mới ra cái dương. Lại 3 cái dương này mọi người. 319 này. Ui, được đôi giày nha mọi người. Như vậy là mình còn thiếu cái áo nữa. Mình thiếu cái áo nữa thì sẽ đủ bộ đồ của ngày hôm nay nha mọi người. À, đủ bộ đồ của tuần này chứ. Đây nha mọi người. Dương thứ ba của ngày hôm nay. Mong cho là sẽ được bộ đồ mọi người. Nếu mà được bộ đồ thì coi như quá hên luôn. 3 giờ mình đã full bộ trang phục cá tím của tuần này rồi ấy. Mình mở xem nào mọi người. Hai dương à. Chắn là tiền sao rồi. Quay được bộ đồ cá tím luôn mọi người. Như vậy là đủ full tuần này luôn nha. Nên thật sự. Tiếp theo thì mình sẽ đi câu mọi người. Hiện tại thì chắc là mọi người cũng biết là cái update xong ấy thì bóng 6 ra. Gọi là mọi người như nào nhỉ? Mọi người đi câu cá bóng 6 nhiều hết, mình cũng tập đi câu. Nhưng mà bóng 6 chẳng thấy đâu, tao bóng 4. Ô hay container gì reset. Xui thật sự. Đã không đi bóng 6 ra được bóng 4 thì lại ra toàn rác không mọi người. Mình đang sử dụng cái cần vàng nhé, cần câu vàng tiếp tục bóng 4 này mọi người. Không biết có rác hay không nữa. Có mấy đứa em mình đi câu cùng nữa. Nhưng mà mấy đứa nó báo dã man mọi người, nó không đem câu, nó toàn ngồi phá mình không. Ở đây là bóng 4 nha mọi người. Mình thấy nhiều người lên được bóng 6 ấy, nhưng mà mình câu mãi mãi mà không thấy lên được mọi người, không hiểu sao. Chắc là do nhân phẩm mọi người. Có thể là mình câu chưa đủ ấy, cho nên là chưa ra được bóng 6. Rồi, một con cá mới mọi người. Cá mới của bạn đã biết lần trước nha. Con này thì mình chưa có mọi người, ngày hôm nay mới có luôn. Rồi, tiếp tục bóng 5 mọi người. Ui, bóng 5 luôn nha. Khi nào này ngày hôm nay câu được bóng 6 mọi người. Mọi người nhớ comment dự đoán giúp mình ở phía dưới nhé. Nếu mà mọi người comment là hôm nay mình sẽ câu được bóng 6 thì mọi người ghi là ngày hôm nay mình sẽ câu được bóng 6 nha. Còn không thì mình không biết là có câu được không nữa mọi người ạ. À. Thật sự là nhân phẩm dạo gần đây đi săn cá ấy, quá là kiểu thấp luôn đấy. Khi mà không thể nào ra được bóng 6 hay bóng 5 gì cả. Ôi bóng 5 rồi mọi người. Để mình xem nào. Năm đây chúng ta con cá gì ta? Đây là khu nghỉ dưỡng nha mọi người. Ui. Nhanh vậy. Hụt luôn rồi mọi người. Mình mãi nói ấn chậm một xíu thôi là thôi mất luôn bóng 5 rồi mọi người ơi. Xui thế nhờ. Xui quá. Rồi tiếp tục nha mọi người. Tiếp tục lại một bóng 4 mọi người ạ. Mình nói đến đâu rồi nhờ? À đúng rồi, cái bản update lần trước ấy mọi người. Cá mới khá là nhiều. Mà mình cũng chưa có thời gian đi câu hết chỗ cá mới của đợt trước mọi người. Này thì đang đi nhau đi săn bóng 6, bóng cá khổng lồ ấy, mọi người. Đợt này cũng có khá là nhiều cá mới luôn. Toàn cá tím nha. Nhưng mà mình cũng chưa câu được con nào cả. Mình thấy ở trong group thấy nhiều bạn câu được rồi ấy. Mình cũng biết tên được vài con. Nhưng mà mình câu thì chưa được con nào cả. Chùi thật sự. Hai bóng 4 lên xem là con gì nào mọi người. Ôi, một con cá heo, cá thường nha mọi người. Mấy loại này thì quá là bình thường rồi. Ôi, một tiếp tục một bóng 4 này mọi người. Ôi, một con cá thương nha. Cá thương này câu về thì chỉ bán lấy tiền sao đâu mọi người ạ. Và hiện tại thì mình cũng còn khá nhiều tiền sao đây, mình không cần thiết lắm. Gần 700.000 tiền sao, mình cơ được còn 6.700.
Nói chung là ra thì mình cũng sẽ tích vào để bán thôi mọi người. Tiếp tục lại một vòng 4 nữa này. Mình nhà 10 mọi người nên là mọi người có thể nghe thêm vài tiếng sấm nữa. Mình thu nó không được ở trong đấy. Ôi, một con bạch tuộc khổng lồ nha mọi người. Mà hôm nay toàn là bóng 4 mọi người ạ. Một bóng 5 duy nhất, câu nãy giờ luôn, treo câu nãy giờ mà không ra được bóng 6. Xui cà na thế nhỉ. Chắc là mình xin tạm dừng cái video ngày hôm nay thôi. Tổng kết lại là ngày hôm nay mình không được gặp được bóng 6 nha mọi người. Gặp duy nhất được một cái bóng 5, còn lại là bóng 4. Cho nên theo phần ngày hôm nay chắc là xui rồi. Cho nên là mình xin tạm dừng cái video ngày hôm nay nha. Trước khi kết thúc video của ngày hôm nay thì mọi người đừng quên kéo xuống cho mình một đăng ký kênh, một like video giúp mình để mình nỗ lực tiếp tục làm các clip với mọi người nha. Còn sau đây thì bye bye chào mọi người, hẹn mọi người trong video tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.